Chào mọi người, hôm nay hãy cùng theo dấu chân của Vũ Liễu tham gia phiên chợ đầu tiên tại quận Long Biên. Ở đây là nơi tập trung những tác phẩm tiêu biểu và đặc sắc của những người yêu cây cảnh bonsai. Chúng ta có thể giao lưu với các nghệ nhân bonsai cũng như là các nhà vườn tại đây. Hãy cùng theo dấu chân của mình nhé. Dưới ánh bình minh, chợ phiên Long Biên không chỉ là nơi giao thương mà còn là điểm khởi đầu cho một ngày mới đầy hứng khởi, nơi mọi người cùng kết nối, chia sẻ niềm đam mê với cây cảnh. Bắt đầu 6 giờ sáng, không khí tại chợ phiên Long Biên đã rộn ràng, náo nhiệt và các nghệ nhân, nhà vườn chăm chút từng cành lá, tấp nập chuẩn bị, trưng bày những tác phẩm cây cảnh bonsai, tinh tế đến những loài hoa rực rỡ, sắc màu để đón khách. Người mua sớm cũng đã có mặt say sưa ngắm nhìn và hỏi thăm về các loại cây yêu thích, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp từ những giờ đầu tiên. Giờ đây, hãy cùng Vũ Liễu dừng chân một chút và lắng nghe những chia sẻ từ chính các chủ gian hàng nhé. Bán được hàng, hai là xe duyên được cho mọi người là đến được với nhau. Đó là tốt ạ. Tại quận Long Biên thì anh có bán xe duyên không ạ? Anh em các nơi đem đến những tác phẩm của mình đến với phiên chợ Long Biên. Dạ. Cảm xúc của anh rất vui. Anh đã có mặt ở đây từ lúc 5 rưỡi sáng. Dạ. Với tinh thần anh em đến tìm những tác phẩm nhỏ xinh hoặc là những tác phẩm để mình lựa chọn đem vào trong vườn. Thì thấy rằng anh em đều cứ đứng có mặt rất là đầy đủ. Là hôm nay phiên chợ giao lưu của chúng ta tại đây. Hẹn các bạn ở các tiếp theo của cuộc giao lưu tại phiên chợ quận Long Biên.